Mến chào quý bà con đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay em trở lại với bà con mình trên kênh, thì em xin giới thiệu đến tất cả bà con mình một số cây kiểng. Và hôm nay thì em xin báo giá cũng vừa chơi cho cô bác anh chị mình dễ lựa chọn ha. Mã số 1 đầu tiên ngày hôm nay em giao lưu với tất cả bà con mình, đây là cây linh sam song hình dáng đổ bay ha. Dáng bay nha cô chú anh chị. Tổng tán lớn nhất em đo là 110. Linh sam này được cái là hoa rất là thơm, hoa nhiều. Và hiện tại thì hoa của nó cũng khá là lớn nha cô chú anh chị. 40 là tổng cao. Còn rộng của tàn em đo là 60. Lưu ý nhớ kích thước giùm em ha. Thân em đo ở đây cho bà con mình tham khảo 26. Phần trên đây em báo thêm là 20. Đế cây có đủ nha cô chú anh chị. Cây này thì khi đi em sẽ bó bầu cho cô chú anh chị mình nha. Hàng linh sam song hình ha, hoa rộ và rất thơm. Và cây này em giao lưu với bà con mình mã số 1K, 2.300.000 đồng toàn quốc ha. Trước khi chốt cây thì bà con mình lưu ý mã số và cái số điện thoại của em có để dưới mô tả màn hình là 0939700449 nha. Cây này là cây mai chiếu thị lá trung da đen. Tổng tàn ngang em đo chính xác là 70. Hiện tại phơm tán này thì khi đi em sẽ bẻ vô tí xíu, bà con mình lưu ý về bẻ lại. Và những cái cây này thì em sẽ tưới nước giữ ẩm đi, về để mát giúp em nha, để cây tránh khô đầu cành ha cô chú anh chị. 63 tổng cao. Hiện tại cây này mới vô chậu đây nha. Cây thuần mô ha. Tưới mát giữ ẩm giùm em nha. Quanh thân em đo cho cô bác mình tham khảo tại vị trí này là 34. Phần dưới đây thì lớn hơn ha. Dòng này thì nó cũng không có đại trà nha, nên giá thành của nó hơi cao. Cái này em giao lưu với giá là 3.600.000 đồng mã số 2K. Tiến hành bỏ bầu khi vận chuyển ha. Cốt cành cũng khá lớn nha cô chú anh chị. Phơm tàn chuẩn bonsai. Mã số 3Y. Cây này là cây rừa bông nha. Rừa bông này bà con mình kết hợp ôm đá hòn nông bộ cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cao là 58. Tổng tàn em đo là 80. Phơm tàn bonsai nha. Tổng hai thân ha cô chú anh chị. Như thế này em đo cho bà con mình tham khảo là 64. Hai thân song song với nhau ha. Cái này cũng tiến hành bỏ bầu khi vận chuyển cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 3K em giao lưu toàn quốc với giá là 900.000 đồng. Phơm tàn sẽ ép khi vận chuyển ha. Mã số 4K là dòng mini bonsai. Cây này là cây linh sam song hình. Dòng này bà con mình muốn để bông thì xiết nước tầm vài ngày, cây vàng lá rụng xuống là cây nó sẽ hỗ trợ cho hoa lại khi mà mình tưới nước dưỡng ẩm và trợ dinh dưỡng thêm nha. Cao là 30. Tổng tán em đo là 50. Cây này thì em cũng đang xiết nước cho rụng lá đó nha. Khi đi thì em đắp thêm bột dừa, ra tới ngoài thì cây có thể bị vàng và rụng lá ha. Cho nên bà con mình thì cứ chăm bình thường giữ ẩm giùm em là được rồi, cây nó sẽ cho hoa lại nha. Ở đây em đo là 32. Còn phần thân trên đây đặt em đo như thế này là 15. Đó. Mã số 4K, giá giao lưu 900.000 đồng tận nơi. Hỗ trợ phí ship cho bà con mình ha. Bà con mình nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp tụi em nha. Đây. Linh sam siêu bông mã số 5K. 60 là tổng tán ngang. Dạng lục lực hay cô chú anh chị. Cao em báo cho bà con mình tham khảo ở đây là 25. Do vận chuyển đường xa nên tụi em hạn chế để chậu, cho nên bà con mình về giúp em sang chậu ha, cho cây nó tăng nét thẩm mỹ thêm nha. Phần này em đo là 27. Trên đây em đo tham khảo thêm là 18. Mã số 5K em giao lưu toàn quốc với giá cũng là 900.000 đồng tận nơi ha. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Hiện tại không có phí phát sinh vì tụi em đã bao phí ship toàn quốc hết trơn rồi ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Dòng này là dòng linh sam 86. Hạt gạo ha. Cao em báo là 35.
Tổng tán em đo là 50. Lưu ý giùm em, dòng linh sam này khi vận chuyển hầm cây là sẽ vàng và rụng lá rất là nhiều nha. Để mát tưới nước giữ ẩm giùm em là cây nó sẽ cho chồi non và kèm theo hoa cũng như linh sam kia ha cô chú anh chị. Có một cái là nó rụng hơi nhiều thôi ha. Bình thân này em báo cho bà con mình là 14. Đế tổng em đo nha. Đế tổng như thế này là 47. Đế khá đẹp ha và tàn cũng khá ok rồi nha. Rồi giao lưu với bà con mình 800.000 đồng mã số 6K. Linh sam. Rồi cây này giãn bay ha cô chú anh chị. Đế nơm khá đẹp. Cây này có chiều cao là 30. Tổng tán là 54. Rộng ha, rộng là 40 nha. Bà con mình lưu ý giùm em nha, dòng linh sam này rất dễ vàng và rụng lá khi vận chuyển ha. Báo trước với bà con mình trên YouTube công khai nha. 10 là hoành thân tại đây em đo. Còn tổng đế nơm này là 40 nha. Giá đồng là 800.000 đồng tận nơi ha. Giao lưu toàn quốc. Số điện thoại liên hệ để đặt cây là 0939700449 nha cô chú anh chị. Cây kim quýt Thái. Này là hàng ghép ha. Chiều cao là 36. Tổng ngang là 38. Hàng này đang hoa và trái nha cô chú anh chị. Và dòng này cũng rất là xiên hoa ha. 8K. 21 là hoành thân tại đây em đo. Giá giao lưu với bà con mình là 900.000 đồng. Hàng kim quýt bonsai. Mã số của em thì kèm có theo chữ cái ở phía sau nha. Bà con mình lưu ý để chốt lộn cây so với những clip trước ha cô chú anh chị. 9K cũng là kim quýt bonsai ha. Cây này thì đế cũng khá là đẹp nha. 32 là tổng cao. Ngang như thế này em đo là 50. 9K. Để vô dây cho cô bác anh chị mình rồi ha. Về chỉ cần sang chậu là chơi thôi. Cây này thì có vị thuốc ha. 13 nha. Là tổng hoành. Mã số 5K. Giao lưu toàn quốc cây này cũng 900.000 đồng tận nơi. Bao phí ship ha. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Cây có gặp bất cứ vấn đề gì thì liên hệ số điện thoại em để em hỗ trợ cho cô bác anh chị mình ha. Phơm tàn nấm, nguyệt quế, lá xoắn, hoa chùm. Tàn dày đặc ha. Tổng cao em đo là 59. Tổng tán ngang 45. Tán dài này khoảng tầm 50 ha. Tất cả cây cảnh em đi đều đắp thêm một dừa nha. Nhưng đôi khi cây nó có mất sức nhiều vàng và rụng lá hơi nhiều thì mong cô chú anh chị mình thông cảm nha. Có gì thì chăm lại giúp em ha. 19 là hoành thân tại đây. Đế này bà con mình dòm kỹ. Có nào không rõ thì liên hệ Zalo em hỗ trợ chụp hình thêm. Còn kích thước thì bà con mình lưu ý giùm em, ở trên YouTube em đã báo công khai với bà con mình rồi. Rồi mã số 10K giao lưu 1.400.000 đồng tận nơi ha. Mã số 11K cũng là dòng nguyệt quế, lá xoắn, hoa chùm. Dòng này thì là hàng lũa nha cô chú anh chị, bonsai. Cao là 64. Tổng ngang em đo là 69. Hàng thuần chậu. Chậu này khi vận chuyển sẽ gửi lại nha, không gửi đi cho cô chú anh chị bạc cô bác anh chị mình được ha. Cốt cành lớn, quay nhạo hết ha. Đây, bà con mình dòm kỹ cái đường lũa tại thân tụi em đã xử lý rồi ha. Đó, về bà con mình không ưng thì chỉnh sửa lại. Toàn bộ là tụi em cây sống khỏe hết cho nên bà con mình an tâm. 18 là hoành thân em đo tại đây ha. Giá giao lưu cây này là 1.200.000 đồng tận nơi. Dòm kỹ cái vách lũa giùm em ha. Còn muốn ấy thêm thì bà con mình kêu em chụp hình gửi thêm. Cây mã số 12K cũng là dòng nguyệt quế, lá xoắn, hoa chùm. Cây này thì em báo giá với bà con mình tận nhà là 1.000.000 đồng. Cây này có chiều cao tương đối là 59. Tổng ngang em đo là 57. Không, cây này 900 thôi nha cô chú anh chị. 900.000 đồng. Cây nào nó nhũn hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn. Rồi 17 là tổng hoành thân ha. Đó, đây lũa ha. Mã số 12K. Nguyệt quế, lá xoắn, hoa chùm này giao lưu với giá 900.000 đồng tận nơi.
13K. Dòng mai chiếu thủy cụm rừng. Chim lên cho nó đứng. Mai chiếu thủy này dòng trung nu nha cô bác anh chị. Em đo chiều cao. Cao bà con mình tham khảo là 83. Tổng ngang ha, 90. Dòng này thì đóng hàng rất là lớn. Tại vì chi tay như thế này thì mình đảm bảo cho nó đừng có gãy. Nếu gãy là sẽ mất dáng của cô chú anh chị mình mua hàng. Cho nên là phí ship của tụi em cũng rất là cao. 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân nha cô bác anh chị. Một thân đại diện ha. Một thân đại diện đo tổng là 14. Em đo tổng cụm luôn đi ha. Tổng cụm như thế này là 68. Mai chiếu thủy dạng cụm rừng dòng trung nu. Rồi, mã số 13K giao lưu với giá 1.700.000 đồng tận nơi ha. Cây đảm bảo thuần chậu và khi nhận hàng bà con mình lưu ý kiểm tra giúp tụi em nha. 14K, cây dáng trực thẳng nha cô chú anh chị. Cũng là dòng trung nu nguyên thủy không ghép ha. Chiều cao là 90. Tổng ngang là 62. Hiện tại cây già là nu cho ở thân cũng khá lớn và nhiều nha. Dòng này đang hoa hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Hoa mai chiếu thủy cũng khá là thơm ha. Và rất là xiên. Quanh thân em đo tại vị trí đây ha. 28. Cây cũng có đế nữa nha. Cây sao quay làm sao thì tụi em điên vậy ha. Hoàn toàn không cắt tỉa chỉnh sửa bầu lại hết nha. Rồi, 1.400.000 đồng cho mã 14K. Lưu ý nhớ mã, nhớ ngày, nhớ kích thước của cây giúp tụi em nha. Tàn ngang thì tụi em có thể ép vô khi vận chuyển. Còn cao và hoành thì tụi em đo chính xác hết ha. Cây mai chiếu thủy mã số 15K. Cây này có chiều cao là 90. Tổng ngang là 60. Cây bú khá quái ha. Nhận cây về để mát tưới nước giùm em nha. Tại trong vận chuyển thì nó sẽ nằm ở trong mát. Cho nên bà con mình khoan hay đem ra nắng để tránh bị cháy lá nha cô chú anh chị. Phần thân này em đo là 23. Đây, bú nè ha. Em đo tổng cái đế chỗ này cho bà con mình tham khảo thêm ha. Rồi, 58. Mai chiếu thủy trung nu. Cây già cây và rất là đẹp. 1.500.000 đồng tới nơi ha. Rồi, đến với dòng mini bonsai mai chiếu thủy. Dòng này thì dòng để bàn. Bà con mình về sang cái chậu mini nhỏ nhỏ giùm em ha. Cao là 25. Dòng này em không để chậu cho cây nó an toàn hơn nha. 35 tổng tán ngang. Dòng này cũng trung nu, tụi em mới cuôn tàn lại nha. Rồi hoành thân là 9. Giá giao lưu tận nơi cây này cho bà con mình 400.000 đồng 16K. 17K. Dòng này khi vận chuyển sẽ rụng lá nha, báo trước ha. 20 cao, ngang 34. Cây lùng lực dáng cũng khá quái nha cô chú anh chị. Đế thì cũng có ha. Thân này là 10. Đó, giá giao lưu cây này là 450.000 đồng toàn quốc ha. Hỗ trợ phí ship cho bà con mình luôn. Do giá thành bao phí ở bên bưu cục đóng hàng thì cũng khá là cao. Cho nên sợ bà con mình mua hàng thì trả phí hơi ngán. Cho nên tụi em sẽ bao phí cho cô bác anh chị mình luôn. 23 là cao. Ngang là 38. Nhỏ nhỏ nhưng mà chi tay người ta đủ hết trơn rồi nha cô bác anh chị. 13 tổng hoành thân. Giờ ta chơi dòng mini cũng khá là nhiều. Tại vì so ra nhà thì cũng thích không gian xanh. Nhưng mà chỗ thì như không có trống. Cho nên những cái cây mini này được đang ưa chuộng ha. Giá 450.000 đồng toàn quốc cho mã 18K. Và số điện thoại liên hệ của em là có để dưới mô tả màn hình là 0939 700449 nha. Cây bằng lăng rừng mã số 19K.
Đây là một bệ đế đặt ha cô chú anh chị. Hàng này hàng khai thác và tụi em bao sóng cho cô chú anh chị mình trong vòng 1 tháng đối với cây phôi nha. 34 là chiều cao. Hàng này ở mặt trước này bà con mình có thể tạo lũa lại ha. Không thích thì cứ để về chăm ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái. Rồi hoành thân này trừ hao 120. Hiện tại chồi đã đâm khá là mạnh và một mùa chính của nó là mùa hè nha cô chú anh chị. Cây chăm đủ sức cho hoa lá cành đầy đủ là nó sẽ cho hoa. Còn ghép thì xiên hơn ha. Rồi giá giao lưu cây này là 1 triệu đồng toàn quốc. Rồi bà con mình về sang chậu thì bỏ cái phần băng keo ngoài. Rồi phần bao mai cố định ở bên trong thì bà con mình giữ lại giúp em nha. Rồi cây này cũng là bằng lăng rừng lá nhỏ ha cô chú anh chị. 28 là cao. Đây là cái mặt phía sau ha. Đó, hàng bao da đâm chồi sống khỏe. Những chồi này không cần thiết, cứ ngắt bỏ để cây nó có dáng hơn nha. Phần này thì bà con mình về tạo lũa thêm giùm em ha. Đó, phần thân này em báo là 70 đi nha. Cây này dáng cũng khá là quái ha. Mặt này thì nó chưa tạo lũa thì chưa đẹp lắm. Về tạo lũa thêm cho cây nó giá trị thêm giúp tụi em. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình 900.000 đồng. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ có thể ghép được với tường vi và cả bằng lăng thái nha. Đó, cây này cũng có giá là 800 nha. Cây nhỏ nhỏ nhưng mà dáng quái nha. 27 là cao. Đó, mặt lũa cứng sành hết trơn rồi ha. Chồi đâm ra tua tủa rồi nha. 60, em đo tại vị trí này. Mã số 21K. 800 tận nhà ha. Tưới nước giữ ẩm thì tưới thẳng lên thân giùm em luôn nha. Đó, thân thì nó cần hút ẩm nhiều hơn là đế. Đế thì bà con mình tưới ở trên thì ở dưới nó sẽ gọt xuống ha. 800.000 đồng toàn quốc mã số 21K. 22K. Cũng là bằng lăng rừng luôn nha. Bệ này thì em báo giá với bà con mình 600.000 đồng. 25 là cao. Tổng như thế này em đo là 76. Bệ này em báo 500 thôi nha cô chú anh chị. Bà con nào có nhã hứng thì giao lưu với em ha. 22K bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Bữa nay em lên được khoảng vài gốc nha cô chú anh chị. Cũng là bằng lăng rừng. Đây, hiện tại màu hoa của nó là sẽ như thế này nha cô chú anh chị. Ở nhà em có nuôi một cây, hiện tại cây đang ra hoa và mùa này là mùa của nó nha. Em đo chiều cao. Cao như thế này em đo là 30. Tổng bệ em đo 93. 90 thôi nha cô chú anh chị. Đó. Hoa bằng lăng rừng nở rất là rộ nha. Chột hoa của nó cũng khá là dài ha. Em giao lưu toàn quốc bệ này với giá là 900.000. Đến tận nơi ha. Cây phôi thì tụi em bao sống 1 tháng nha. Rồi, bệ mã số 24K. Cao lên là 35. Tổng như thế này đo 70. Đây, bệ này ha. Bệ nào do hàng rừng núi cho nên nó sẽ có những cái vết lũa do tự nhiên thôi ha. Về thì bàn tay mình chỉnh sửa thêm giúp tụi em cho cây hoàn chỉnh và có giá trị hơn. Rồi giao lưu mã 24K. Giá giao lưu toàn quốc là 900.000 đồng tận nơi. Cây khá quái và đẹp nha cô chú anh chị. 25K. Cây này có chiều cao là 42. Bệ này là 56. Về giữ ẩm lên thân giúp tụi em ha. Mỗi cây thì mỗi dáng, dáng nào cũng có một cái nét đẹp riêng ha. Rồi cây này em giao lưu là 800 tận nơi. Ưng ý cây nào thì gọi về Zalo em hoặc là số điện thoại 0939700449 ha. Rồi, cây 26K cũng là bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Nhắc lại là có thể ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái miền Tây của mình nha. 33 cao. Hàng đâm chồi sống khỏe nên bà con mình an tâm ha.
và em có chính sách bao sống, cho nên bà con mình về chăm sóc giúp tụi em được rồi. Rồi có gì thì bà con mình cứ gọi em hỗ trợ thêm. Tổng như thế này đi ha, 80 thôi nha, chịu hao. Bệ 26k bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ, giá 700 tận nơi. Rồi đến với cây cuối clip của em. Cây này cũng khá là lớn và bệ đặc cho nên nó rất là nặng nha cô chú anh chị. Về thì bà con mình đục đẽo chỉnh sửa gì đó thì tùy ý thích. Còn tụi em thì chỉ quay làm sao thì đi gan vậy nha. Chiều cao tổng là 55. Có chỗ nào không rõ thì liên hệ Zalo em chụp hình thêm. Nguyên một bệ rất là đặc nha cô chú anh chị. Em đo tổng. Tổng như thế này là 120. Hiện tại hàng đâm chồi sống khỏe cho nên bà con mình an tâm. Hàng rừng núi nên sức sống của nó cũng khá là mạnh ha. Rồi nguyên bệ này em giao lưu với bà con mình giá chỉ 1.200.000 đồng tận nơi nha. Tất cả chi phí đều bao. Và trong thời gian vừa qua cho cây cảnh Thúy An xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bà con mình đã luôn ủng hộ cho shop bên em ha. Và hẹn lại những clip tới trên kênh LT Carbonsai. Rất chân thành cảm ơn ạ.